Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Viva RA1000, một dòng xe đạp đua không nhôm sử dụng bộ gốc chuyển động Shimano Soza, đùi đĩa trục rỗng Shimano bánh 700C và sử dụng thêm cặp Mayer cũng của Shimano Soza luôn. Và cái mức giá nó bán tại cửa hàng chỉ có là 8.800.000. Thì đây là một chiếc xe mà những cái option rất là ngon, full hết một bộ Mayer trước sau của Shimano Soza này và bộ chuyển động, thay lắc nữa, và full hết Shimano Soza với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau, đùi đĩa trục rỗng, đĩa trục rỗng, vành vành 700C của Alex Rin, rất là đẹp. Khung sườn nhôm, do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước, nhỏ, vết răm không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể xe thì nó còn tương đối là mới và đẹp, từ những lớp sơn còn là tương đối là tốt, rất là bóng. Tay lắc cũng được trang bị là tay lắc Soza này, 9 tầng lít và Soza double là 2 tầng đĩa, 18 tốc độ khác nhau, một cụm phanh 3 mảnh cách chô mấy cái trước cũng Soza luôn. Thì như các bác đã biết thì Shimano là không bao giờ họ làm bánh bi vọc, và tất cả chỉ là bánh bi côn, mà cái côn bi họ làm rất là tốt, công nghệ của Nhật là tốt. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Chiếc xe được bán bên em mức giá chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.